Đấy, nghe tiếng sướng luôn. Đấy, đây là tốc độ nhanh này. Còn đây tốc độ chậm này. Đó. Ngày hôm nay tiếp tục mình lại mua đồ ngày về sử dụng, cũng như là quay luôn video cho anh em tham khảo nhé. Đây là một cái mẫu máy khoan chính hãng của thương hiệu Hukan. Và gần như cái mẫu này nó là thuộc vào cái dạng chính hãng mà giá rẻ nhất trên thị trường. Liệu thì không biết có đáng dùng hay không, thì mình sẽ làm video này cho mọi người có thể tham khảo. Ở đây thì mình sẽ mua một cái thân máy khoan này. Cái thân máy khoan này nó đang bán là chỉ thân không, và nó không bao gồm, nó không bộ phụ kiện, cho nên là mình phải mua thêm cả pin và sạc riêng mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cắm vào để thử xem. Tốc độ khá là cao. Mặc dù thì mình đang sử dụng hai cái loại máy khoan, một cái thì của hãng Đông Trang nội địa này. Với con máy này thì nó nặng lắm mọi người ạ. Con này thì chỉ dùng cho những công việc nặng thôi và cần độ khỏe thì mình vẫn đang dùng con này. Đó, và cái loại này là loại pin 20V, nó đầy 20V và 4A. Đấy. Nói chung là cái con này thì mình cũng dùng được một thời gian khá dài rồi, và cho khoan nặng cũng rất là mạnh luôn. Con này thì rất là mạnh, nhưng mà có một cái nhược điểm, đó chính là khi chúng ta sử dụng mà lâu dài cầm con này này thì rất là nặng. Con này hình như cân cả cái máy này lên thì nó khoảng hơn 2kg thì phải. Khối pin này không đã rất là nặng rồi này. Đấy. Thứ hai nữa là cái khoan này của mình thì nó cũng đang chập chờn và cũng bị hết than khá là nhiều lần rồi, cho nên là mình sẽ loại bỏ và sử dụng thêm một cái máy khoan nữa ở đây. Ngoài ra thì mình còn có thêm hai cái khoan nữa, cũng là khoan pin và đấu để chạy điện trực tiếp bằng nguồn, để phục vụ cho cái việc lắp ráp bắt rất là nhiều ốc mỗi ngày. Đó, mọi người nhìn thấy này. Thế nhưng mà cái dây dợ nó cũng rất là nhằng, và nó cũng khi mà chúng ta sử dụng nhiều thì nó cũng hay bị hỏng có bóp này. Và mình sắm thêm một cái khoan này làm cái máy khoan thay thế cho những cái máy khoan mình đang dùng trước đây. Và vẫn sẽ dùng hai cái song song, đó chính là con Đông Trang và một con Hukan. Con Hukan này thì cái thân máy của nó rất là rẻ mọi người, chỉ có 450.000 một cái thân máy này thôi. Và cái viên pin này thì mình mua 2 viên, kèm theo mua luôn cả sạc mọi người. Đây, cái sạc của nó đây. Sạc thì nhìn trông nó cũng không phải là cái gì loại đắt tiền. Nói chung là chúng ta cũng có thể sạc tạm, chính hãng của Hukan mọi người nhé. Và mình mua thêm 2 viên pin. Thì tổng cái pin này thì mình không nhớ rõ lắm là bao nhiêu tiền, nhưng trong shop hình như nó rơi khoảng 180.000 thì phải, không nhớ rõ. Hình như là 180.000 cái khối pin này này, một khối nhá. Còn sạc này cũng mua riêng luôn. Tất cả cái này thì nó đều bán là riêng, riêng cái máy khoan mà cái model là Hukan mà nó có cái mã này này, mọi người thì nhìn thấy mã này. Model là HM21-G2MK1065P. Thì cái loại máy này hiện tại nó đang hình như nó chưa bán đồng bộ đâu, tức là chưa bán đồng bộ mà chúng ta sẽ phải mua riêng. Nó chỉ bán thân khoan này không thôi, chưa bao gồm cái gì mọi người nhá, bán thân không thôi. Tổng trọng lượng khi cắm một cái viên pin ở đây là 5A, 21V 5A, à xin lỗi, 5 cell, 1,5A. Thì nó chỉ có khoảng tầm 1,2 kg thôi. Con này 1,2 kg thôi, tức là tương đương nhẹ bằng khoảng một nửa so với cái con này. Hơn một nửa một chút so với con này. Cầm con này rất là nặng, sử dụng việc mà nó mạnh thì mới cần đến con này. Còn lại thì những cái công việc mà nhẹ nhàng hay bắt vít các thứ thì con này có khả năng sẽ ok hơn, giá thành hợp lý hơn. Đó, cũng là động cơ không chổi than. Mọi người thể nhìn thấy cái dây đồng của nó bên trong này này, rất là to luôn. Đây này, đấy, nhìn hơi qua thì hơi khe này này. Đây dây này. Đó. Về cái phần đầu mang danh này thì nó sử dụng đầu auto lock, có nghĩa là chúng ta cứ thế vặn ra vặn vào, không cần phải cầm giữ cái gì cả. Đó, rất là hay. Với một cái mẫu mà giá rẻ nhưng mà nó làm được như này thì phải nói thực sự là lại có chính hãng nữa thì nó là quá ok rồi mọi người ạ. Chúng ta cũng rất đáng dùng một cái mẫu như thế này. Còn không biết anh em đang sử dụng cái mẫu nào mà nó cùng cái tầm tiền mà nó hay hơn thì mọi người có thể để lại những bình luận ở dưới cái phần mô tả của video này nhé. Với cái con máy này thì nó vẫn sẽ có 3 chức năng. Chế độ bắn vít ý, thì nó sẽ có 20 cấp độ trượt. Còn một chế độ là khoan này. Khoan này là rất là nặng, nó sẽ không tính cấp độ trượt này nữa mà nó gần như là xả tối đa công suất. Ở cái chế độ thứ ba là chế độ có búa thì chúng ta có thể sử dụng để khoan tường nhẹ các thứ nhá, ok nhá. Khoan tường thì con này vẫn ok bởi vì nó sẽ có chế độ là kiểu như là búa ấy, giống như khoan bê tông ấy, nhưng mà nó nhẹ hơn khoan bê tông rất là nhiều. Nhưng nói chung là vẫn khoan được tường, khoan để treo tranh ảnh thì vẫn là ok. Đó, cấp độ trượt con này thì cũng khá ngon. Ở chế độ số 1 này thì nó trượt rất là nhẹ. Đó. Đây. Càng cao lên thì nó tất nhiên nó càng nặng rồi. Đấy mọi người thấy không? Rất là mạnh luôn. Đấy. Cấp độ 1 này này, mình đánh giá cao ở cấp độ 1 này nó phải nhẹ để bắt vít những con vít M3 các thứ ấy, thì nó không bị cháy gen. Đây. Đó. Cái điều tốc của con này thì có cảm giác như khi chúng ta nhấn nhanh thì nó chưa ăn ngay, mà nó sẽ có một cái độ delay, tức là độ trễ một tí. Còn con này thử xem. À, con này cũng vậy. Tức là khi chúng ta mà bấm
bấm tay hết hành trình rồi thì nó cũng khoảng một tí nó mới hết nhá. Còn nếu chúng ta bấm từ từ như này thì nó vào hết này. Đó. Thì mình cứ nghĩ là con này nó bị nhưng không phải, con nào cũng bị. À, khi bấm ngay hết cỡ luôn thì có cảm giác hơi chậm hơn một chút. Đó, đây là tốc độ chậm này. Tốc độ nhanh của con này thì nó đề là 1900 vòng trên phút, nhưng thấy một số anh em đánh giá thì nó chỉ được khoảng tầm 1600 thôi thì phải thôi. Đó. Nói chung mình cũng không cần nhanh lắm. Quan trọng nhất là con này nó chạy cái pin là một, thứ nhất là pin phổ thông này, chân M21 này. Cầm nó nhẹ này. Pin này thì chúng ta có thể mua pin loại 10 cell được nhá. Con này là mình thích sử dụng loại nhẹ thôi. Thì mình mua 5 cell, chứ còn nặng thì mình không thích, bởi vì là con này mình có con nặng rồi. Đây mọi người thấy không? Đó, con này trước mình mua hơn 2 triệu. Con này thì mua cả cái thân máy như này. Cái mã giảm giá đủ các thứ rồi thì bao gồm 2 viên pin, một thân máy như này thì mới chưa đến 900. Đấy là mình áp giá nhá. Áp mã giảm giá nhá. Còn không thì thân pin này không thì thân máy không này nó là 450.000. Cái quả pin này khoảng 180 nữa. Còn cái sạc mình không nhớ rõ, thì mọi người có thể vào trong cái shop mình đặt các cái sản phẩm này trong cái phần mô tả của video thì mọi người có thể tham khảo thêm nhá. Nói tóm lại là cái con này cũng khá là hay ho đấy. Đó, đèn pin này. Rồi là ốc của nó thì sử dụng ốc lục giác luôn. Nói chung là con này thấy cũng được đấy mọi người. Cái lắp này thì nó bằng nhựa rồi nhá, chứ không phải bằng kim loại. Như con này đông trang này thì nó bằng kim loại luôn này. Đấy. Còn con này thì nó là bằng nhựa. Đây bằng nhựa. Ốc của nó thì sử dụng ốc lục giác, nhìn trông nó xịn hơn con đông trang. Đông trang đắt tiền hơn. Đó. Về cái phần cao su này cầm nó có độ hằn hằn nên quả cũng thấy nó rất là thích tay mọi người nhá. Rất là thích tay. Motor thì không chổi than, cũng khá là đẹp đấy mọi người ạ. Chỉ có 1,2 kg thôi cho cái mẫu khoan này của Hucan. Và giá thì 450.000 mà chính hãng mà được đẹp như này thì mình đánh giá rất là cao luôn. Những em nào mà chúng ta quan tâm về làm những cái việc mà nó không quá nặng ấy thì chúng ta có thể sử dụng cái mẫu này. Mẫu này nó cầm nhẹ 1,2 kg. Và đặc biệt là mình thích cái dòng mà nó có cái đế pin như này này. Có thể là chúng ta rút pin này ra cho các cái máy khác được là thứ nhất. Thứ hai là khi mà chúng ta làm xong chúng ta sẽ để trên bàn này này. Đó, nó tiện hơn. Khi mà chúng ta cần dùng đến chúng ta chỉ việc cầm vào đây là túm này. Nó thay vì là cái việc mà để như này. Với những cái mẫu máy mà pin nó cắm sập vào chuôi ấy, thì mình không thích bằng cái loại như này. Mẫu máy cắm sập pin vào chuôi thì nó sẽ còn nhẹ hơn này nữa mọi người nhé. Tất nhiên là tùy theo nhu cầu, nhưng cái này thì mình thích là nó để được trên bàn như này là thích hơn. Đây, kể cả như cái mà mình chế mình dùng thì nó cũng như vậy luôn. Đó. Và cái sản phẩm này thì mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả video cho những ai chúng ta đang quan tâm tìm kiếm, hoặc là chúng ta mua về để dùng cho cái việc gia đình khi mà chúng ta cần. Thì cái máy này mình thấy rằng rất là ok, rất là êm đấy. Motor thì nó là không chổi than này. Khoan nó có 3 chế độ, khoan tranh ảnh các thứ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nước mà nó có búa này. Khoan nặng thì chúng ta, khoan sắt nặng thì chúng ta sẽ chuyển sang cái mũi khoan này. Còn lại bắn vít, bắt ốc vít thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ ốc vít. Chế độ ốc vít này thì nó sẽ có bao gồm 20 cấp độ trượt. Đấy, 20 cấp độ trượt, vặn kêu cũng tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có chế độ là tốc độ cao và chế độ tốc độ thấp. Đấy, đây là tốc độ cao. Còn đây là tốc độ thấp này. Sau khi mình bấm thử vài phát thì cái quả pin này vừa bóc hộp ra nó đang bị báo hết điện mọi người ạ. Hết điện nhấp nháy này, một vạch này. Con này thì nó sẽ có cả báo pin ở đây. Đó, mọi người bấm này thì nó sẽ báo pin nhá. Đấy, nó báo một vạch này. Ngoài ra thì chúng ta xem trên này. Đó, trên này thì nó báo cảm giác như là nó ảo hơn. Đây báo hai vạch, nhưng trên này báo một vạch. Tất nhiên là chỗ này thì nó là bốn vạch, chỗ này ba vạch. Thế nhưng mà trên này có cảm giác báo chuẩn hơn này mọi người nhá. Trên thân khoan này. Đó. Đây là tốc độ nhanh. Thì bây giờ mình sẽ thử sang cái quả pin mà nó khỏe hơn nhá. Xem tốc độ nó còn nhanh hơn nữa mọi người ạ. Đấy, nghe tiếng sướng luôn. Đấy, đây là tốc độ nhanh này. Còn đây tốc độ chậm này. Đó. Nói chung con này cũng đáng sử dụng lại. Giá tiền thì rất là rẻ luôn. Và mình thấy rằng thì một số anh em thì cũng đã bóc máy này ra rồi. Xem động cơ thì nó bằng đồng, rồi là các cái bánh răng thì bên trong nó bằng sắt. Thế nhưng con này thì thôi mình tiếc, mình không tháo ra nữa. Mình để nguyên vì mình thích dùng những đồ zin. Đó, thì những anh em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Chứ con này thì mình nhìn thấy ngoại hình là rất ok này, cầm nắm ok này, bởi vì nó nhẹ này. Và con này cũng không phải hề yếu đâu mọi người nhá. Tất nhiên là không khỏe bằng những cái con mà dòng công suất lớn hơn như con này. Nhưng mà con này thì nói chung là sử dụng cũng khá hợp lý. Bắn vít các thứ rồi nó đều cầm trong cái tầm nó vừa vừa, chứ không quá nặng mà cũng không quá nhẹ mọi người nhá. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái video này, chỉ làm video tham khảo cho mọi người thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.